Chủ tịch đội bóng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ông Cao Tiến Đoàn đã quyết định thưởng 500 triệu đồng cho một trận hòa của đội bóng Đông Á Thanh Hóa trước các cầu thủ Hà Nội. Đây là chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ông Cao Tiến Đoàn. Sau khi trận đấu kết thúc trên sân vận động Hàng Đẫy, chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ông Cao Tiến Đoàn đã quyết định thưởng cho đội bóng 500 triệu.